Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Em mới về thăm Santa Fe để phục vụ anh chị nè. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, thiết kế hiện đại, chi phí vận hành rẻ và được rất nhiều sự ưa chuộng của Việt Nam mình trong suốt thời gian vừa qua. Đây là bản tiêu chuẩn máy xăng đời 2022 và lăn bánh lần đầu là 2023. Lăn bánh được 22.000 cây số thôi anh chị. Xe này mới rô đai thôi. Từ năm 2021 trở đi thì Hyundai sẽ bảo hành cho mình tới 5 năm. Xe này anh chị được bảo hành tới năm 2028 lận. Tới tháng 1 2028 là anh chị, còn rất dài luôn. Anh chị đi thoải mái luôn nha. Đây một vòng cho anh chị xem về nước sơn nè. Xe này mang nước sơn màu trắng, biển 60 Đồng Nai và xe này ở Biên Hòa nè anh chị. Máy móc động nguyên zin hết, chất lượng pháp lý thì em sẽ cam kết tuyệt đối cho anh chị ha. Có lịch sử rõ ràng, anh chị chắc tác thoải mái nha. Bản tiêu chuẩn nó vẫn có cốp điện anh chị. Có ghế điện, có 4 chế độ lái. Dàn da thì da xịn. Ở R rất là mềm mịn. Phía sau là có điều chỉnh quạt, nhiệt độ luôn nè. Có gập điện ghế. Ghế này gập lại hoàn toàn được nè chị, để em gập cho anh chị xem. Đó, cái đó là gập hàng ghế thứ hai để đi ra. Ghế này thì gập như vậy. Đó, gập phẳng là hoàn toàn luôn. Nếu đi đường dài thì mua cái nệm phao cho có hai người có thể ngủ được phía sau luôn. Rất là thoải mái. Đây là đồ nghề ở trong này. Đó, đồ nghề nè anh chị. Ở trong này là có thêm một khoảng để mình đựng đồ nữa. Đó, thoải mái ha, gập hàng ghế lại nhìn không gian rất rộng luôn. Và nếu như anh chị chở đồ thì rất là thoải mái. Xe bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cửa sổ trời nha anh chị. Ở phía sau này có sạc điện thoại nữa nè. Cốc đựng ly nè. Hyundai rất là ưu ái cho người dùng Santa Fe bởi vì option rất nhiều luôn. Đây cốp điện nè, bản tiêu chuẩn mà có trang bị cốp điện luôn anh chị. Nước sơn màu trắng đẹp quá ha. Đây mâm phay hai màu, phía sau là phanh đĩa. Xe này có phanh ABS nè, phân bố là phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và có hỗ trợ xuống dốc luôn anh chị. Đây dàn vỏ cũng vậy cui à. Đây có bệ bước nè. Đây, xe này chạy trong phố là khoảng 12 lít. Chạy kết hợp là 8 lít 9 vào đường trường nè chị. 7 lít 09, hợp lý ha. Một chiếc xe máy 2.5, rộng rãi. Đó, như vậy thì chạy trong phố khoảng 12 lít là rất là hợp lý. Chạy đường trường khoảng 7 lít. Ni lông ở đây còn chưa lột nè chị. Ghế màu nâu nhìn rất là sang trọng ha. Và cái ghế này da nó mềm anh chị, ngồi êm lắm. Có tựa để tay phía sau nè. Ghế này gập phẳng được. Đó, có cửa gió hàng ghế sau. Đó, có đèn phía sau. Đây, nội thất phía trên nè. Ghế mới tinh. Phía trong nội thất ni lông chưa bọc hết mà anh chị. Chưa bóc hết luôn. Ở trên màn hình có ni lông còn nguyên luôn kìa. Có trang bị thêm camera hành trình rồi. Chị nhìn nội thất nè. Rộng lắm. Ngồi xe này gầm cao á, mình quan sát nó thoáng anh chị, rất là thoải mái. Đây, nội thất nè. Mới tinh, gần như là trong nội thất không có một vết trầy luôn á. Đây, dàn loa là Hamaca Đông. 10 loa, nghe nhạc rất là hay. Bản tiêu chuẩn vẫn trang bị loa y như là bản full luôn anh chị. Đây, túi khí nè, 6 túi khí an toàn. Ở đây ni lông còn chưa bóc nè. Ni lông vuốt từ trên này xuống dưới. Đây ni lông này cũng chưa bóc nè anh chị. Phía trong này có sạc điện thoại không dây nè. Ở đây là những cái da này rồi còn mới tinh nè. Học đựng đồ to bản. Đó, cần số thế đảo anh chị. Cần số đẹp quá ha. Cần số là nút bấm. Ở đây là 4 chế độ lái nè, cảm biến nè, có view phía sau nè, auto horn, phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đều. Ở đây là vô vàng option luôn. Ni lông ở trên màn hình này còn chưa lột nè anh chị. Ở trên này ni lông còn nguyên nè. Đây là thông tin xe. Đây, xe này đang được chào bán với giá là 928 triệu anh chị. Đó, ngân hàng hỗ trợ anh chị được tối đa 70% giá trị xe luôn. Đây vô lăng nè. Có cruise control. Đây 22.000 cây số thôi anh chị. Đây, rất mới. Lẫy số vô lăng, điện thoại đánh tay, gạt mưa tự động, đèn tự động. Đây là cốp điện nè, cân bằng điện tử nè. Đây là phanh tay điện tử ở đây nè. Nó khác với một số xe khác ha. Một số xe khác thì nằm ở phía trên bảng điều khiển kia luôn. Nhưng mà ở trên đó thì bây giờ nó nhiều nút bấm quá rồi. Nên là hãng điều chỉnh xuống dưới. Để em cho anh chị xem cái khoang máy nè. Máy này 2.5 anh chị. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Rất là nhẹ nhàng. Chạy trong phố là khoảng 12 lít. Chạy đường trường là khoảng 7 lít. Rất là hợp lý cho chiếc xe 7 chỗ mà sát to thế này ha. Máy 2.5 thì chạy nhẹ lắm. Đây, máy móc nguyên zin hết, chất lượng pháp lý thì công ty sẽ cam kết cho anh chị ha. Anh chị theo dõi bên em thì chắc chắn sẽ biết rồi. Chỉ làm xe đẹp xe chuẩn thôi, chất lượng thì luôn luôn đảm bảo cho anh chị. Rồi, 928 triệu thôi, anh chị có thể sở hữu được Santa Fe mẫu mới 2022, đăng ký lần đầu 2023. Còn rất mới, 22.000 cây số thì mới đâu đai thôi anh chị. Đó, chất lượng pháp lý thì được công ty cam kết và đảm bảo cho anh chị ha. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Qua số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Xe này em vẫn làm miễn hàng được cho anh chị. Anh chị còn hạn chế vào mặt tài chính thì anh chị trả trước đâu đó khoảng 330-340 gì đó là có thể nhận xe rồi anh chị.
Nếu như mà chị có xe muốn cáp đổi, muốn lên đời hoặc biết người quen nào bán xe thì ưu tiên cho em nha. Xe không đâm đụng, không thể kích, giá cả hợp lý và đặc biệt là đi ít mà đẹp như thế này thì em mua giá cực kỳ tốt cho anh chị, nhanh gọn tốc độ, và nếu như còn ngân hàng thì em sẽ hỗ trợ tất toán cho chị hết. Rồi, anh chị quan tâm hoặc là biết xe bán thì ưu tiên cho em nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye.